hoa sữa, 4 đồ uống giàu canxi, tốt cho xương. Cơ thể chúng ta sử dụng canxi để xây dựng xương và răng khỏe mạnh. Sinh tố quả sâm khô. Quả sâm khô giàu canxi, mỗi 100g quả sâm khô cung cấp 162mg canxi. Quả sâm khô còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất. Lấy 2-3 quả sâm khô và xay nhuyễn với 1 cốc sữa. Bạn có thể cho thêm một số loại trái cây theo mùa để tăng thêm hương vị. Sinh tố hạnh nhân và cải bó xôi. Hạnh nhân và cải bó xôi là những nguồn canxi tự nhiên. Hai thực phẩm này kết hợp với nhau trong sinh tố xanh giúp bạn có một bữa ăn no, lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Nước ép cam và cà rốt. Nước ép được làm từ cà rốt, cam kết hợp với chà là và hạt chia là nguồn cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Sinh tố dứa và cải xoăn. Cải xoăn chứa hàm lượng canxi cao, dứa cũng chứa nhiều khoáng chất tốt cho xương, răng và kiểm soát cân nặng.